Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Sang mới vừa tải về nhà được. Ở đây là phải nói là khủng khiếp, lần đầu tiên trong đời Sang bán được số lượng nhiều như vậy. Ở đây là 52 kg lạp xưởng truyền thống, đặc sản của quê Sang. Và đây là bảo đảm là hàng loại 1, hàng siêu ngon nha mọi người nha. Còn bên đây á là 50 kg bò tươi, là tổng cộng là 102 kg. Và ở đây có là 8 kg lẻ nữa. Đây là lạp xưởng truyền thống của quê Sang nè. Đó, đây là lạp xưởng truyền thống nha, và được ép trên sông như này. Sang có bán loại túi nửa ký nữa, và một cặp nhè là 1 kg nè, thì có giá là 250 là đối với lạp truyền thống nha. Rồi lạp bò tươi này là có giá 380, còn lạp tôm tươi là 360, rồi có lạp hồ lô, nhiều lắm, nói chung là nhiều loại lạp. Thì vì Sang có đăng cả bảng giá lên trên cái Facebook của mình, thì mọi người có thể theo dõi và tham khảo qua bảng giá của Sang nha. Thì bây giờ là, để coi, bây giờ đã là 11 giờ mấy rồi, mới vừa nhận hàng, đi nhận hàng về, tại vì phải chạy về quê để lấy, tại vì đây là đặc sản của quê Sang và đây là nơi sản xuất ngon nhất tại quê Sang luôn, không có chỗ nào mà qua được Cai Lậy, Tiền Giang về lạp xưởng cả. Ok, bây giờ mình sẽ khui nha, tại vì bây giờ Sang phải kịp khui ra, rồi mình còn dán tem mát vào nữa để ngày mai mình còn gửi hàng cho mọi người. Rồi hai hôm nữa Sang sẽ phải nhập về 60 mấy 70 kg nữa để cho khách ở các tỉnh nữa, tại vì Tết đó thì người ta đặt hàng mà rất là nhiều, nên là phải để vừa làm quà Tết rồi còn hả, kiểu như là trong Tết nữa. Với lại thật sự là cái món lạp xưởng này á mọi người, bình thường thường ngày chúng ta cũng có thể dùng, tại vì trong mỗi bữa cơm gia đình chúng ta thường thường cái lạp xưởng nó là một cái món gì đó rất là quen thuộc luôn, cho nên là người người nhà nhà đều ăn được. Và đây là lạp xưởng tươi nha mọi người, chứ không phải là lạp xưởng khô, nhưng mà được hút chân không rất là kỹ càng và sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người nha. Đây đã chích chua không, cái này là để tức là những cô chú anh chị nào mà ở Sài Gòn ở gần á, hoặc là những ở xa cũng được, Sang sẽ để vô đây gói lại cẩn thận ship tới cho mọi người. Sang ship có toàn quốc nha, ở bất cứ vùng miền nào Sang đều ship tới được hết, trừ nước ngoài thôi, tại vì đây giống dĩ đây là heo thì không thể nào mà mình đi đường hàng không được. Ok, bây giờ mình sẽ để lên đây. Đó, đây là 52 kg truyền thống, với ngoài này là 8 kg lẻ nữa, là cũng như là 60 kg nè mọi người thấy không, 52 kg. Đó, một thùng sang khiên mà tay chân Sang bây giờ là nó rã rời hết rồi, tại vì mình quá nặng đi. Đây, để qua bên đi, tại vì Sang sẽ khui luôn cái bò tươi cho mọi người coi, để mọi người tham khảo luôn. Quá nhiều luôn, Sang phải tranh thủ, thì bữa nay là ngày 24 tay rồi, và ngày mai Sang còn phải có một cái show diễn ở tại phòng trà Đồng Giao ngày 25 tây tháng 1, và ngày mai buổi sáng 11 giờ là phải đi tập band, mà giờ này chưa được ngủ, tại vì phải tranh thủ lấy gói hàng cho mọi người, dán tem kịp, tại vì Sang phải dán cái tem của Sang vô thì mọi người mới thấy số điện thoại trên đó. Mọi người, ví dụ mọi người thấy ăn ngon, mọi người muốn đặt hàng nữa, mọi người biết cách liên lạc với Sang chứ. Ok, nè, đây là 50 kg bò tươi. Mọi người đỏ nè, mọi người thấy cái màu sắc nó khác nhau không? Cái bò nó sẽ đậm hơn, cái heo nó sẽ lợt hơn. Rồi đây là bò tươi nè. Siêu ngon luôn, thật sự là. Cái này nó là đã đỉnh rồi. Và hôm vừa rồi Sang ăn cái này nữa. Tức là Sang không có chiên mà Sang nướng. Tức là mình lấy cái tâm, cái đũa mình xiên vô ở giữa cây, xong mình nướng lên, nó ngoài nó giòn giòn, trong nó mềm mềm, nó rất là chắc, không có bị mỡ đâu, ăn rất là ngon luôn, xuất sắc luôn. Thật sự là bới một tô cơm ra, chan tí nước tương hoặc là không chan cũng được, tại vì khi mà mọi người làm cái này á, nó sẽ ra cái sốt đó, mọi người trộn với cơm ăn với cái này là không còn gì để bàn. Hoặc là mọi người hay chiên cơm với lạp xưởng ăn cũng được. Ok, bây giờ là để coi, hai gói như vậy là 1 kg, ở đây 50 kg là 100 gói, bên đây là 60 kg là 120 gói. Bây giờ phải ngồi dán tem, dán cái tem vô đây. Đây là tem của Sang. Sang đâu phải, nói chung là tức là cái tem của mình có thể nó sẽ không đẹp mắt bằng những cái tem của các nơi khác, hay là những các bạn bán hàng khác, nhưng mà
đây là tâm huyết của Sang. Sang cũng tự thiết kế ra rồi tự đi in tem và tốn rất là nhiều tiền mới in ra được cái cuộn này. Ok, đây là tem của Sang nè nha. Đây mọi người thấy không? Uy tín, chất lượng và trách nhiệm, kèm theo số điện thoại của Sang 0908 638 096. Shop nhà Sang tức là nhà Sang shop đó. Ok. Bây giờ mình sẽ dán vô, giờ mình dán bò trước đi cho nó không có bị lẫn lộn. Đó, Sang sẽ dán vô này. Mọi người cứ đây là viết của Sang nha. Ok, mọi người hãy liên lạc với Sang qua số điện thoại này nha. Bảo đảm tại vì Sang sẽ bán hàng nhưng mà Sang bán với cái gọi là cái sản phẩm mình đã trải nghiệm qua và mình đã sử dụng rồi và mình thấy nó ok và thật sự nó là phải tốt nhất, ngon nhất Sang mới bán, chứ Sang không có bán kiểu mà vì chút cái đồng lời mà Sang bán kiểu mà bất chấp đâu. Sang phải đồ ngon Sang mới dám bán, mới dám chia sẻ với mọi người để cho mọi người dùng cùng Sang. Tại vì thật sự những cái này Sang cũng dùng, Sang cũng ăn, cho nên Sang mới 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 bán cho mọi người thôi, chứ không phải là cái kiểu mà ôi lấy đại về đi cứ bán đi mọi người muốn mua thôi tùy mọi người, hay là để cho mọi người mua đi mình đừng ăn, mình ăn loại khác. Không có, Sang cũng ăn luôn loại này nha mọi người nha. Một ký là 380, Sang có bán nửa ký nữa. Một nếu mà 380 mà cái này nửa ký là 190 mọi người nha. Đây vào wow. Xưởng heo thì Sang cũng bán vậy luôn, 250 thì một bịch vậy là 125 nửa ký. Ok, bây giờ Sang sẽ bắt đầu dán tem nha, rồi Sang cũng sẽ tranh thủ dán lẹ để còn đi nghỉ ngơi, mai còn đi tập band nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã, phải nói là rất là cảm ơn mọi người luôn. Phải nói có trong vòng mấy ngày đăng bài thôi mà gần 200 kg lạp xưởng mà mọi người ủng hộ cho Sang, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nên bây giờ Sang sẽ cố gắng tranh thủ đáp lại cái tình cảm của mọi người, là ngồi dán hết xong rồi đi đi ngủ để ngày mai đi tập band nữa. Rồi nếu mà còn cô chú anh chị nào chưa có mua kịp mua quà Tết cho bạn bè người thân cho gia đình á, hay là cho mình làm quà mình biếu cho ai đó, hoặc là cho gia đình mình ăn á, thì mọi người cứ nhanh tay liên hệ với Sang nha. Qua có thể liên hệ qua fanpage shop nhà Sang hoặc là số điện thoại 0908 638 096 để liên hệ Sang. Ngoài lạp xưởng ra thì Sang còn có gà ủ muối nè, rồi chân gà ủ muối rút xương, rồi một số mỹ phẩm chuẩn của Thái Lan nữa và được nhập khẩu 100% Thái Lan về. Ok, không có pha lẫn hay là trộn lẫn gì đâu, mọi người cứ yên tâm, hàng của Sang là hàng chính hãng và hàng tốt. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bây giờ Sang sẽ dán hết cái đống này, sau đó là đi ngủ và hẹn gặp mọi người trong cái clip tới. Và rất là cảm ơn những cô chú anh chị khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng Sang, cảm ơn rất là nhiều. Bye bye. Ok mọi người, và không quên nữa, ngoài lạp xưởng ra thì Sang cũng có một cái món độc quyền của bên Sang, và không không có chỗ nào có đâu. Đây là mứt táo thủy lực, và táo này á, là táo miền Đông. Và đặc biệt á, như Sang đã từng livestream và giới thiệu rồi, nó phải đúng một cái kích thước nhất định và cái trái phải được chọn lọc, không có sâu không có gì hết nó mới ra được thành phẩm như thế này. Tại vì nó to quá nó cũng sẽ bị bể, mà nó nhỏ quá nó cũng sẽ bị bể, hoặc là cái trái cái da nó bị chày tí xíu thôi nó cũng sẽ bị bể và nó không ra được thành phẩm như thế này. Và đặc biệt á, ở bên trong á, nó sẽ được bọc bằng một cái lớp màng bạc như thế này nè mọi người, là được sạch sẽ an toàn nha, không có dơ. Nói chung là đồ bên Sang bán á, là Sang ưu tiên về sạch sẽ, ngon và cái chất lượng của nó phải tốt. Thì lạp xưởng nè, rồi mứt táo, rồi gà ủ muối, rồi chân gà ủ muối, rồi Sang đang có dự định thôi, ấp ủ thôi, Sang sẽ cố gắng bán thêm một số đồ ăn vặt nữa, ví dụ như là bánh tráng cay, rồi là trà sữa thì Sang sẽ bán theo chai nửa lít, lít hoặc là tùy tùy vào cái để Sang sẽ xem xét và tính lại. Rồi nếu mà mọi người mà còn nói chung là thời gian vừa rồi Sang ngưng, Sang không có bán về khô bạc, khô gà, khô bò nữa, nhưng mà thời gian tới chắc có lẽ Sang cũng sẽ nhập về lại, tại vì Sang thấy Tết tới thì cũng thường thường một số gia đình họ cũng sẽ thích ăn khô bò, khô gà để họ nhâm nhi, họ nhậu, hoặc là ngày thường cũng như tức là ngày Tết. Còn mứt táo này thì Tết nè, cái này là để ăn Tết đây nè, và ngày thường cũng ăn được, tại vì nó không quá ngọt đâu mọi người, nó vừa phải với cái theo Sang cảm nhận á, thì Sang thấy nó vừa phải và nó không quá gắt cái cổ đâu, tại vì nó là mứt, nhưng mà tại vì giống như là mình đã gọi là mứt rồi thì nó cũng phải ngọt một tí, nhưng mà cái này nó không đến nỗi quá ngọt. Rồi thời gian tới nữa Sang cũng sẽ kết hợp với lại anh Bảo Bảo là quản lý của Giác Long, thì Sang cũng sẽ
bán thêm mức cái bên anh Bảo Bảo nữa để cho nó đa dạng mặt hàng, để cho cả nhà có thể tùy vào cái nhu cầu sử dụng và cái mục đích mua của mọi người để mọi người có thể ủng hộ cho Sang như thế này. Nói chung là Tết cũng cận kề rồi, mọi người thương Sang, mọi người cứ đừng có ngần ngại, cứ nhắn tin cho Sang trên fanpage hoặc qua số điện thoại 0908 638 096 để Sang có thể tranh thủ gửi hàng sớm cho mọi người. Tại vì khi mà cận Tết á thì bên bên giao hàng họ sẽ nghỉ Tết, họ không có giao hàng, thì Sang sợ là không có gửi hàng được cho mọi người. Cho nên là ai đang muốn ủng hộ Sang hay là muốn mua quà Tết để tặng cho bà con dòng họ bạn bè thì nhanh tay đặt hàng nha. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ Sang sẽ gián tiếp, nãy giờ là dán được một mớ rồi, một mớ bò và một mớ heo, bây giờ là dán thêm cái này nữa, tại vì chợt nhớ ra là ngày mai em còn phải đi đơn táo cho mọi người nữa và mỹ phẩm Thái nữa. Ok, bây giờ quá nhiều việc, phải cố gắng tranh thủ nhanh thôi.